Xin chào thầy cô và các bạn, mình tên là Đàm Thị Hoài Anh, sinh viên của Bao trường Đại học EdX cơ sở phía Bắc. Và số sinh viên mình là COV021HB030. Sau đây mình xin trình bày về phương pháp tư duy hay còn gọi là kỹ năng tư duy. Phương pháp tư duy là mối quan tâm hàng đầu của mọi người trong xã hội hiện nay, không chỉ có học sinh, sinh viên còn đang ngồi trên cuối ghế nhà trường mà còn cả những người đang đi làm. Họ quan tâm rằng phương pháp tư duy nào là tốt nhất. Có lẽ thì trong phương pháp tư duy này thì tùy theo cá nhân của mỗi người mà có một quan điểm tư duy khác nhau về một cách hiểu biết về tư duy khác. Có rất nhiều các phương pháp tư duy như là phương pháp tư duy hội tụ, phương pháp tư duy phân tích, phương pháp tư duy phản biện, phương pháp tư duy sáng tạo và còn nhiều phương pháp tư duy khác. Thứ nhất thì phương pháp tư duy hội tụ là quá trình đưa ra kết quả chính xác nhất để trả lời cho một câu hỏi bằng trí nhớ và tài nguyên môi trường, tài nguyên xung quanh của chúng ta. Thứ hai là phương pháp tư duy phân tích, đối lập với phương pháp tư duy hội tụ hay còn gọi là phương pháp tư duy phân nhánh. Phương pháp tư duy hội tụ là đưa ra giải pháp, ý tưởng, đưa ra phương pháp, ý tưởng mới và để trả lời cho các câu hỏi không có đáp án chính xác nhất. Còn phương pháp tư duy phản biện là phê bình dựa trên những kiến thức mà ta có, rồi đưa ra sức phân tích, nhận xét. Phê bình là thông qua những gì ta nhìn thấy và dựa trên những kiến thức của bản thân, sau đó đến quá trình suy luận là có tư duy để đưa ra kết luận dựa trên thông tin đã được cung cấp. Còn đến việc khái quát hóa là đưa ra các giải pháp, kỹ năng, những yêu cầu tự đánh giá, kết luận dựa trên một kết quả được cung cấp. Còn suy đoán là dựa trên những thông tin được cung cấp rất ít. Còn quá trình tư duy sáng tạo là dựa trên đưa ra những ý tưởng, những phương pháp, những mô hình mới. Còn có rất nhiều các phương pháp tư duy, nhưng tư duy hội tụ là một quá trình đưa ra câu trả lời chính xác. Ví dụ như là chúng ta sẽ đưa ra một nhận xét hoặc là một đáp án chính xác nhất để trả lời cho câu hỏi của mình. Ví dụ như là một bài toán, khi đó thì chúng ta sẽ trả lời một cách nhanh nhất. Còn phương pháp tư duy phân tích thì chúng ta sẽ phải phân tích nhiều yếu tố, như một như phân tích các bài văn nghị luận, hoặc là phân tích về một tư tưởng đạo lý, hoặc là các vấn đề trong xã hội. Còn phương pháp tư duy phản biện là phê bình đánh giá người khác dựa trên những kiến thức mà mình có, hoặc là phê bình phản biện những ý kiến mình cho là đúng thông qua ý hiểu của mình. Thực trạng hiện nay thì phương pháp tư duy chưa được phổ biến và chúng ta cần phải hiểu biết hơn về các phương pháp tư duy và tìm hiểu nhiều hơn. Thứ nhất thì tư duy giúp chúng ta học tập tốt hơn, tìm hiểu rõ hơn về các thông tin, tạo cho chúng ta có một môi trường học tập tốt. Khi đó thì chúng ta sẽ có một kết quả học tập tốt, một kế hoạch học tập tốt và các suy nghĩ tích cực về công việc. Thứ hai là trong xã hội thì khoa học công nghệ chiếm ưu thế lớn. Khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng Internet hoặc là các phương tiện truyền thông đại chúng để chúng ta tìm kiếm thêm và biết thêm về phương pháp tư duy. Thứ ba là chúng ta sẽ tìm kiếm dựa trên những lời giới thiệu hoặc là những lời quảng cáo của thầy cô hoặc bạn bè để chúng ta biết thêm về phương pháp tư duy, hoặc là qua lời nói của bạn bè, bố mẹ hoặc là người khác. Thứ tư là chúng ta dựa trên vốn kiến thức của mình hiểu để tự phân tích và giải thích rằng phương pháp tư duy nào là tốt nhất về bản thân mình.
giải pháp để đưa giải pháp để mình có mình một tư duy tốt là chúng ta cần phải hiểu bản thân hơn, tìm ra được đam mê của mình, tìm ra được mục đích, mục tiêu của mình. Tư duy chắc hẳn là ai cũng có và thế mạnh của mỗi người khác nhau nên tư duy của mỗi người sẽ khác nhau. Và chúng ta cũng cần phải phê phán những người trong xã hội sống thụ động, tiêu cực và có những suy nghĩ tiêu cực đối với cuộc sống, công việc và học tập. Khi đó thì chúng ta sẽ không có một môi trường học tập tốt, một kết quả học tập tốt và một công việc không được tốt. Phê phán những người có lối học lệch lạc, tư duy không đúng, tìm kiếm và cũng không hiểu về bản thân mình. Còn có nhiều cách để chúng ta có một tư duy tốt, như là chúng ta tự vạch ra cho mình những kế hoạch, tự tìm kiếm và tìm hiểu thêm về tư duy, hoặc là chúng ta sẽ tìm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hơn nữa thì phương pháp này là một phương pháp tư duy logic cần được giới trẻ hiện nay đề cập đến và quan tâm trong thế giới mà khoa học công nghệ đang chi phối cuộc sống của chúng ta như ngày nay. Hơn nữa thì việc tư duy sẽ ảnh hưởng phần lớn đến việc học và việc và nghề nghiệp của mình sau này. Khi đó thì bản thân sẽ tự lập cho mình một kế hoạch và có trách nhiệm với bản thân và với việc học, với việc công việc của mình sau này. Thì khi đó các bạn sẽ hiểu rằng tư duy như thế nào và làm thế nào để mình trở thành một người có tư duy tốt. Chúng ta phải học tập thật tốt, chăm chỉ ghi chép và có một môi trường học tập thật tốt. Khi đó thì bản thân sẽ trở lên có một tư duy tốt hơn. Kết quả khi đó thì chúng ta sẽ sáng tạo và tích cực hơn, phản ánh một cách gián tiếp các khái niệm và từ đó thì chúng ta đưa ra được các kết quả và đáp án chính xác hơn, như giống như tư duy hội tụ là chúng ta sẽ xác định và trả lời một cách nhanh nhất, đưa ra kết quả bằng trí nhớ và tài nguyên dựa trên sự hiểu biết của xung quanh của chúng ta. Song song với việc có tư duy tốt thì bản thân sẽ thành công trong cuộc sống, trở thành hơn và giỏi hơn. Khi đó thì bản thân sẽ cảm thấy thoải mái và có cuộc sống an nhàn, sẽ hài lòng trước mọi thành quả mà mình đã tạo ra. Mọi con bước đường thành công thì sẽ không có bước chân của những kẻ lười biếng. Khi đó thì bản thân sẽ cảm thấy an nhàn và thỏa mãn với những gì mà mình đã tạo ra. Hơn nữa thì chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Và khi có một tư duy tốt thì chúng ta sẽ chọn được những con đường đi cho mình thật là phù hợp. Hơn nữa thì bạn hãy xây dựng con người mình thay vì để người khác xây dựng. Khi đó thì chúng ta cũng cần xây dựng cho mình một tư duy khác với mọi người và chúng ta sẽ có một lối đi đúng đắn và thành công hơn. Hơn nữa thì bản thân cũng cần phải chọn cho mình những cách học phù hợp với bản thân. Mà kết quả của việc tư duy tốt sẽ tạo ra cho mình là một môi trường học tập tốt, một phương pháp chủ động trưởng thành hơn trong cuộc sống. Khi đó thì bản thân sẽ tự trả lời được cho mình những câu hỏi như là học để làm gì, học để làm việc và học để tự tìm lại chính mình. Hơn nữa thì bản thân cũng cần phải tạo cho mình những mối quan hệ tốt và chia sẻ nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Khi đó chúng ta sẽ trau dồi được thêm nhiều nguồn kiến thức để tạo cho mình một tư duy tốt.
có rất nhiều các cách tư duy khác nhau, và tùy theo cá nhân của mỗi người thì mỗi người có một cách tư duy mà theo suy nghĩ của mỗi người. Đó là suy nghĩ của mình về các phương pháp tư duy hoặc là kỹ năng tư duy. Còn theo bạn thì tư duy là như thế nào?